Để nhân loại phát triển thì phải trải qua nhiều đấu tranh và nhận về nhiều thiệt hại. Điều này đúng trong cả lĩnh vực y học. Để y học có thể phát triển được tới nay, loài người đã phải hứng chịu nhiều loại đại dịch khác nhau trong suốt chiều dài lịch sử, từ dịch tả, dịch đậu mùa cho tới đại dịch Covid-19. Thế giới đã từng có rất nhiều đại dịch chết người, 3 trong số đó đều do một thủ phạm gây ra. Đó là một loại vi khuẩn có tên là Yersinia pestis, hay còn được biết đến là vi khuẩn gây ra bệnh dịch hạch. Yersinia pestis được khám phá ra lần đầu tiên vào năm 1894 do công của bác sĩ người Pháp Alexander Yersin trong trận đại dịch tại Hồng Kông. Ông cũng chính là người liên kết vi khuẩn này với dịch hạch. Người nhiễm vi khuẩn gây bệnh bọ chét nhiễm khuẩn từ các loài động vật gặm nhấm là tác nhân chính gây ra bệnh trên cơ thể người. Dịch hạch cho tới nay có 4 thể loại khác nhau: thể hạch, thể nhiễm khuẩn huyết, thể phổi và thể da. Dễ nhận thấy nhất là những hạch to, đau và sưng tấy. Người nhiễm sẽ đột ngột cảm thấy ớn lạnh, sốt cao, mệt mỏi, đau cơ, đau đầu và buồn nôn. Trong trường hợp bị nhiễm độc nặng, người bệnh có thể bị nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng da và hoại tử chân tay. Tuy nhiên, dịch hạch không phải tới thế kỷ 19 mới được biết tới. Nó đã bắt đầu tồn tại từ thời cổ đại. Cấu trúc gen của vi khuẩn Yersinia pestis đã được phát hiện trong mẫu khảo cổ răng của 7 người thuộc thời đại đồ đồng cách đây 5.000 năm. Đã có một vài đợt dịch được nghi là dịch hạch xảy ra vào khoảng thế kỷ thứ nhất và thứ hai, trong đó có cả bệnh dịch Antonine, đặt tên theo gia đình của hoàng đế La Mã Marcus Aurelius và Antoninus. Đôi khi, người ta gọi đợt dịch hạch này với cái tên đại dịch Galen, cùng tên với người bác sĩ ghi lại về cái tên này. Tuy nhiên, không may, tài liệu tham khảo của ông lại khá rải rác và ngắn gọn. Bệnh dịch có sức tàn phá đáng kinh ngạc, nó lôi đi vô số nạn nhân. Thế giới cổ đại sẽ không phục hồi nổi sau cơn bệnh dịch dưới thời trị vì của vua Marcus Aurelius. Nếu còn để tính riêng vào thời đại Trung Cổ và hậu Trung Cổ, có 3 đợt dịch hạch lớn đã từng diễn ra. Đại dịch năm 541 đến 570 bắt đầu với dịch Justinian lan rộng ra từ Ai Cập tới Địa Trung Hải và Tây Bắc châu Âu. Đại dịch năm 1345 đến 1840 bắt đầu từ Cái Chết Đen lan từ Trung Á cho tới Địa Trung Hải và châu Âu. Đại dịch năm 1866 đến 1960 lan rộng từ Trung Quốc tới các nơi trên thế giới, đặc biệt là Ấn Độ và bờ Tây Hoa Kỳ. Và đây cũng chính là 3 đối tượng được bàn luận trong ngày hôm nay. Đầu tiên, đại dịch hạch Justinian. Đợt dịch khủng khiếp nhất là từ dịch Justinian. Nguồn gốc của nó cho tới nay vẫn chưa được làm rõ, nhưng các nhà sử học cho rằng nó xuất phát từ Trung Quốc. Những con tàu thương mại giao thương giữa các lục địa, chủ yếu là các tàu chuyên chở ngũ cốc, vốn là nguồn lương thực khổng lồ nuôi dưỡng những con chuột mang trên mình bọ chét gây bệnh. Khi dịch lan ra thủ đô Constantinople của đế chế Byzantine vào khoảng năm 541, nó đã cướp đi sinh mạng của 300.000 người chỉ trong năm đầu tiên. Vào đỉnh điểm của dịch bệnh, nó giết 10.000 người ở Constantinople mỗi ngày. Đợt dịch cuối cùng giết chết 40% cư dân của cả thành phố và sau đó là càn quét tới 1/4 dân số ở phía đông Địa Trung Hải. Tới năm 588, làn sóng đợt dịch lớn thứ hai lan rộng khắp khu vực Địa Trung Hải, lan sang cả khu vực nước Pháp hiện nay. Ước tính, đại dịch Justinian đã giết chết 100 triệu người trên toàn thế giới, khiến cho dân số châu Âu giảm còn một nửa chỉ trong giai đoạn từ năm 541 cho tới năm 700. Đồng thời, nó cũng có thể là nguyên nhân chính dẫn tới chiến thắng của các cuộc chinh phục của người Ả Rập Hồi giáo. Thời điểm này, người bệnh được mô tả trong tài liệu là sưng phồng ở mọi nơi trên cơ thể, giống như có một quả hạch ở háng và tất cả chỗ khác, theo sau là cơn sốt không thể chịu nổi. Đại dịch chấm dứt không phải vì phương pháp chữa trị đã được tìm ra. Người thời đó chỉ đơn thuần là tránh xa mọi bệnh nhân nhiễm phải dịch bệnh. Cho tới khi chết hết rồi, không còn thêm nạn nhân nào nữa, bệnh dịch mới chỉ tạm thời kết thúc. Để rồi lại xuất hiện và gây nỗi kinh hoàng cho cả thế giới thêm một lần nữa. Cái chết đen. Cuối thế kỷ 14, đại dịch lại bùng phát thêm lần nữa. Ngày nay, mọi người vẫn gọi lần bùng dịch ấy với cái tên khá ám ảnh là cái chết đen. Thuyết phổ biến nhất cho nguồn gốc của lần bùng phát này là từ thảo nguyên Trung Á và lan dần sang châu Âu. Tuy vậy, có một vài giả thuyết khác, ví dụ như nhà sử học Michael Dawes lại cho rằng cái chết đen bắt đầu từ châu Phi rồi mới lan sang Trung Á. Dù bắt nguồn từ đâu đi chăng nữa, dịch hạch được truyền ra cả phía đông và phía tây thông qua con đường tơ lụa và các chiến dịch quân sự của quân đội Mông Cổ. Các ghi chép của sử gia cho thấy sự xuất hiện của dịch hạch lần đầu tiên tại châu Âu là vào năm 1347 tại thành phố Kafka trên bán đảo Crimea thuộc Ukraine ngày nay. Tại đây, quân Mông Cổ đã mắc phải dịch hạch trong quá trình tiến công và họ quyết định sử dụng máy bắn đá để ném các xác chết nhiễm bệnh vào trong thành phố để lây nhiễm cho người dân như một dạng vũ khí sinh học. Các nhà buôn sau khi thoát ra đã mang theo căn bệnh về đảo Sicilia và khu vực Nam Âu, nơi mà dịch bệnh bùng phát trở thành đại dịch. Bên cạnh khả năng lan truyền, yếu tố chính khiến dịch hạch lây nhiễm với tốc độ kinh hoàng là ở các điều kiện có sẵn như chiến tranh, nạn đói và cả thời tiết. Ở Trung Quốc, cuộc xâm lược của người Mông Cổ đã làm gián đoạn nông nghiệp và thương nghiệp, kéo theo đó là nạn đói lan rộng đi kèm với dịch bệnh. Ít nhất 1/3 dân số nước này đã bị cuốn đi vì dịch bệnh. Châu Âu cũng không khá khẩm hơn,
Cuối thế kỷ 13 là một giai đoạn được coi là tiểu băng hà. Những mùa đông kéo dài ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn cung lương thực, dẫn tới nạn đói lớn năm 1315 đến 1317 tại Bắc Tây Âu. Dân số vào thời điểm đó đang khá lớn, dẫn đến tình trạng thiếu hụt lương thực. Đa phần người dân bị suy dinh dưỡng, giảm sức đề kháng, mở đường cho dịch bệnh lây lan. Kết quả là trên toàn cầu có tổng cộng 75 triệu người chết vì đại dịch, trong đó gần một nửa số người này là ở châu Âu. Bệnh dịch lây lan nhanh tới mức giới cầm quyền và bác sĩ không có đủ thời gian để tìm hiểu về bản chất của nó. Thậm chí, họ còn quay sang giả thiết rằng dịch hạch là do các thế lực siêu nhân gây ra. Nhiều người dân tin rằng đó là một sự trừng phạt của Chúa với nhân loại. Một số cực đoan hơn cho rằng người Do Thái đã cố ý đầu độc nguồn nước. Điều này dẫn đến những cuộc thanh trừng dị giáo như vụ thảm sát hàng ngàn người Do Thái vào năm 1348 đến 1349, khiến hơn 60 cộng đồng lớn và 150 cộng đồng nhỏ bị hủy diệt. Hàng loạt người theo đạo khác thì di cư từ thị trấn này sang thị trấn khác, trong khi tự đánh vào bản thân mình như một cách để rửa tội. Khi đó, cách để chữa trị dứt điểm dịch hạch vẫn chưa được phát hiện. Vào thế kỷ thứ 15, dịch bệnh đã suy yếu bởi việc cách ly người nhiễm bệnh được sử dụng lần đầu tiên tại thành phố Venice, nhưng dịch hạch vẫn chưa bao giờ bị triệt tiêu. Nó vẫn quay trở lại sau vài thế hệ dân số với mức độ hủy diệt khác nhau cho tới tận thế kỷ 17 đến 18. Trong giai đoạn này, có trên 100 đại dịch khác nhau quét qua châu Âu. Một vài đại dịch đáng chú ý nhất bao gồm ở London, Ý, Sevilla, London thêm một lần nữa và Vienna. Cái chết đen chỉ thực sự kết thúc với những lần đại dịch cuối cùng tại Marseille, đại dịch hạch năm 1738 và ở Nga. Về cơ bản, cái chết đen đã thay đổi cấu trúc xã hội ở châu Âu. Một số giả thuyết cho rằng nó là một cú đấm chí mạng vào uy tín nhà thờ Công giáo, đồng thời gây ra trào lưu khủng bố nhóm người thiểu số tại châu lục này, bao gồm người da màu, người Do Thái, người ngoại quốc, người ăn xin và người bị bệnh phong. Nỗi lo trước việc có thể bị mất mạng bởi dịch bệnh bất cứ lúc nào cũng đã dẫn tới sự hình thành của trào lưu sống gấp trong cộng đồng những người sống sót. Tư tưởng này được miêu tả rất thành công bởi Giovanni Boccaccio với tác phẩm Principi Galeotto năm 1353. Cả châu Âu tan hoang và phải mất tới hàng trăm năm sau đó mới có thể phục hồi hoàn toàn. Nhưng đó chẳng phải đợt dịch lớn cuối cùng được ghi nhận trong lịch sử. Đại dịch hạch thế kỷ 19-20. Đại dịch thứ 3 bắt đầu từ tỉnh Vân Nam Trung Quốc vào năm 1855, lan sang tất cả các lục địa có người ở và cuối cùng giết hơn 12 triệu người ở khu vực Ấn Độ và Trung Quốc. Tuy nhiên, quy mô của đợt dịch này không mạnh bằng hai lần trước. Hai nguồn lây nhiễm đã được ghi nhận. Một nguồn là từ người nhiễm bệnh mang virus đi khắp thế giới thông qua giao thương đường biển, chuyên chở người nhiễm bệnh cùng những con chuột nhiễm khuẩn. Nguồn thứ hai là một dòng virus độc hại hơn, chủ yếu là viêm phổi, có sự lây nhiễm từ người sang người. Các nhà nghiên cứu trong suốt đại dịch thứ 3 đã xác định được bản chất của dịch bệnh và dần tìm ra các phương pháp điều trị hiện đại. Trong đại dịch thứ 3 này, chưa rõ có ít hoặc nhiều hơn 3 điểm nóng bùng dịch được ghi nhận. Đợt đầu tiên xảy ra ở Nga vào năm 1877 cho tới năm 1889, chủ yếu tại những vùng nông thôn gần dãy núi Ural và biển Caspian. Các nỗ lực vệ sinh và cách ly bệnh nhân đã giảm đáng kể sự lây lan của dịch bệnh, chỉ 420 người tử vong trong khu vực. Đáng chú ý, khu vực Vetlianka ngay gần kề đó lại gần với quần thể chuột Bobak, được xem là ổ chứa dịch bệnh vô cùng nguy hiểm. Lần bùng dịch cuối cùng chỉ tính riêng ở Nga lại xảy ra tại Siberia vào năm 1910. Vào thời điểm này, nhu cầu về vỏ sò có thể khai thác được ở khu vực này tăng cao, khiến giá của chúng tăng gấp 4 lần. Các thợ săn phương Tây sẽ không săn mồi chất lượng kém và không ăn chất béo từ dưới cánh tay của động vật, vốn là nơi chứa tuyến bạch huyết ở nách, thường là nơi chứa bệnh dịch hạch. Do đó mà trong thời gian họ hoạt động, số ca mắc bệnh dịch hạch vẫn nhiều nhưng vẫn trong diện kiểm soát vì chỉ xảy ra ở những cá nhân đơn lẻ. Tuy nhiên, thị trường béo bở này đã thu hút hàng ngàn thợ săn Trung Quốc từ Mãn Châu, không chỉ bắt những động vật nhiễm bệnh mà còn ăn mỡ của chúng vì cho đó là món ăn tinh khiết. Bởi vậy mà dịch bệnh bắt đầu lan rộng ra từ các khu vực săn bắn đến tận trạm cuối cùng của tuyến đường sắt phía đông Trung Quốc, sau đó đi theo tuyến đường dài 2.700 km. Dịch bệnh kéo dài 7 tháng và giết chết hơn 60.000 người. Dịch hạch còn tiếp tục lan truyền thông qua các cảng khác nhau trên toàn cầu trong vòng 50 năm tiếp theo, nhưng chủ yếu được tìm thấy ở vùng Đông Nam Á. Những đợt dịch ở Hồng Kông vào năm 1894 là nơi có tỷ lệ tử vong đặc biệt cao lên tới 90%. Ổ dịch ở đây nghiêm trọng tới mức các cơ quan y tế thuộc các cường quốc châu Âu đã phải tổ chức khẩn cấp hội nghị tại Venice để tìm ra cách ngăn ngừa dịch bệnh ra khỏi châu lục này. Dù vậy, dịch bệnh vẫn lan sang lãnh thổ Hawaii và Hoa Kỳ vào giai đoạn những năm 1899 cho đến 1904, cho tới khi được loại bỏ hoàn toàn vào năm 1959. Cho tới tận năm 2007, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn coi dịch hạch là một trong ba dịch bệnh đặc biệt của nhân loại. Các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo rằng nó có thể bùng phát trở lại ở một dạng đột biến mới mà thuốc kháng sinh hiện tại không thể điều trị được, và lần nữa lại gây ra thêm một đại dịch khác. Lý do vì vi khuẩn gây bệnh vẫn bằng một cách nào đó mà tồn tại trong cơ thể các loài gặm nhấm và bọ chét ở khắp nơi trên thế giới.
Bởi vậy mà các chuyên gia y tế vẫn khuyến cáo người nuôi và chăm sóc thú cưng thường xuyên chăm sóc y tế cho vật nuôi, tìm cách loại bỏ các bọ chét ký sinh trên cơ thể chúng, giữ môi trường sống sạch sẽ và tránh xa các loài gặm nhấm, cụ thể là chuột, để tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Trên đây là bài viết Những đại dịch hạch khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại của tác giả Minh HD. Nếu các bạn thích video này, hãy để lại một like, share và subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Mình là Samurai và xin chào và hẹn gặp lại. Peace.